Xin chào quý vị và các bạn đã đến với kênh tin tức Showbiz. Chúc quý vị và các bạn sẽ có những phút giây thư giãn thật vui vẻ cùng với chúng tôi. Và đừng quên nhấn vào nút đăng ký bên dưới và chuông thông báo để được xem những tin tức mới nhất mỗi ngày nhé. Và bây giờ xin mời quý khán giả sẽ cùng đến với những tin tức nổi bật nhất trong ngày. Bạn gái Phùng Ngọc Huy muốn nuôi con Mai Phương, tiết lộ kế hoạch tương lai cho bé La Vi ở Mỹ. Ca sĩ hải ngoại Đăng Kim chia sẻ, từ khi biết tin diễn viên Mai Phương mất, Phùng Ngọc Huy thực sự suy sụp. Anh đang cố gắng thu xếp mọi thứ để có thể về nước sớm đón La Vi. Đăng Kim chia sẻ, Phùng Ngọc Huy được cập nhật tình hình về Mai Phương liên tục trong những ngày Phương trở bệnh nặng. Khi cô ấy trút hơi thở cuối cùng, anh đã rất đau khổ. Dù không phải vợ chồng trên danh nghĩa pháp luật, nhưng Phùng Ngọc Huy vẫn để tang Mai Phương. Mấy ngày nay anh không ăn, không ngủ, tinh thần suy sụp. Đăng Kim chia sẻ, cũng theo Đăng Kim, chuyện của bé La Vi đã được gia đình Phùng Ngọc Huy bàn bạc kỹ lưỡng. Tuy nhiên hiện tại, La Vi vẫn ở với bà và hai người bảo mẫu gắn bó với cô bé từ lúc 2 tuổi là tốt nhất. Bố mẹ anh Huy sẽ thường xuyên theo sát tình hình của cháu. Cùng với những người bạn thân thiết và họ hàng của Mai Phương, chúng tôi sẽ cố gắng lo cho bé La Vi một tương lai tốt nhất. Nữ ca sĩ cũng chia sẻ, sau khi Mai Phương qua đời, rất nhiều khán giả quá khích đã công kích Huy khắp mọi nơi, còn có tin Phùng Ngọc Huy bị sa thải. Tuy nhiên đó không phải là công việc tại một công ty lớn, nhưng mà nguồn thu nhập chính của anh Huy lúc này. Rất may, điều đó chưa khiến anh Huy bị đuổi việc. Mấy ngày nay vì quá đau buồn nên Phùng Ngọc Huy ít lên Facebook. Rất nhiều thông tin sai sự thật về anh Huy đã được chia sẻ. Cách đây 6 năm, người ta nói anh bỏ đi khi Mai Phương mang bầu, nhưng thật sự, ba người họ rất vui vẻ bên nhau trong tiệc sinh nhật bé 1 tuổi. Hiện anh Huy càng không muốn thanh minh bất cứ điều gì khi Mai Phương vừa nằm xuống. Anh chỉ cầu nguyện cô ấy phù hộ cho hai cha con sớm được đoàn tụ. Đăng Kim là ca sĩ hải ngoại hiện sống tại bang Cali. Cô bị đồn đã yêu Phùng Ngọc Huy được 4 năm, nhưng cô không xác nhận. Đăng Phương đã vài lần gặp gỡ Mai Phương khi Phương sang Mỹ. Và các bạn đã quan tâm và theo dõi video, hãy nhấn vào nút đăng ký bên dưới để được theo dõi những video mới nhất được cập nhật mỗi ngày quý vị nhé.